Xin chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 12 của Đài Phản Thanh truyền hình Quảng Trị. Trước tiên là thông tin dự báo thời tiết cả khu vực trong nước. Khu vực Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi cỏ sơn mù, chào Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rẹt đầm, vùng núi có nơi rẹt hại, nhiệt độ từ 8 đến 20 độ. Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 21 độ. Khu vực cả tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Khu vực Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa rào vài dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ. Khu vực Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa rào vài dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tiếp theo sẽ là thông tin dự báo thời tiết cả vùng biển trong cả nước. Khu vực phía Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8 biển động mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông trải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của không khí lên mền nên vùng biển ngoài khơi khu vực tỉnh Quảng Trị có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 giật trên cấp 6 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 m, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Sau đây là thông tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Quảng Trị. Vùng đồng bằng trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ vài nơi, gió tây bắc cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ, Vùng núi trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, có nơi rẻ đầm, nhiệt độ từ 14 đến 17 độ. Thời tiết biển có mưa rải rác ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, diệt trên cấp 6 biển động, độ cao rộng từ 2 đến 3 m Tại thành phố Đông Hà, trời nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, gió tây bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin dự báo thời tiết của Đài Phản Thanh truyền hình Quảng Trị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.